Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Nhật ký cuộc sống, chuyên mục mang đến những kiến thức thú vị về cuộc sống, những câu nói hay, những triết lý đầy ý nghĩa. Chúc quý vị có được những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính trong chương trình. Khánh My bất ngờ nhập viện ở Mỹ. Khánh My vừa đăng tải những hình ảnh đang nằm trên nước biển lên Facebook. Điều này khiến cho fan hâm mộ nữ diễn viên Mỹ Nhân Sài Thành lo lắng bởi cô hiện tại đang một mình ở Mỹ. Chia sẻ nhanh với ihay.vn, Khánh My cho rằng chính cảm giác cô đơn và buồn bã trong những ngày xa xứ cộng với việc thay đổi thời tiết đột ngột đã khiến cô kiệt sức. Qua đó, Khánh My cũng gửi lời cảm ơn những khán giả ở quê nhà đã theo dõi, quan tâm đến tình hình sức khỏe của cô. Dù một mình ở nơi xứ người, nhưng My biết cách tự chăm sóc mình. Chỉ có điều tính My thích tung tăng, chạy nhảy, giờ nằm một chỗ thì có hơi buồn một tí. Đừng lo nhé mọi người, My sẽ sớm khỏe lại. Khánh My chia sẻ, về lý do sang Mỹ một mình, cô từ chối trả lời vì không muốn khán giả hiểu lầm mình lấy chuyện bị bệnh để nói về công việc.